mùng 1 Tết âm lịch thắp hương đúng 2 giờ hoàng đạo này, đảm bảo 100% trúng số đổi đời, giàu nứt vách. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Và quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã chuẩn bị bước sang cái năm mới, năm 2024, năm Giáp Thìn. Và cái việc cầu may mắn đầu tiên mà chúng ta sẽ làm trong năm mới đó là gì? Thắp hương, đúng không? Thưa quý vị, hương nhang được coi là một cái sợi dây linh thiêng gắn kết tình cảm giữa con người với cái thế giới tâm linh. Cái việc thắp hương thường được tiến hành vào các ngày rằm, ngày mùng 1, ngày lễ Tết Dỗ Chạp. Và đặc biệt là trong cái ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán đó, thì cái việc cúng bái thắp hương nó trở nên cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, ngày mùng 1 Tết là cái ngày đầu tiên của năm mới, với bao nhiêu những cái ước hẹn một cái năm mới có được cái may mắn và có được cái tài lộc. Vậy nên việc lựa chọn được những cái khung giờ tốt để thắp hương, để báo cáo với thần linh gia tiên cũng là một cái việc mà không thể thiếu trong cái ngày mùng 1 Tết. Với người Việt Nam thì Tết Nguyên Đán không chỉ được coi là cái khoảng thời gian chuyển giao giữa năm cũ và cái năm mới, mà nó còn chứa đựng nhiều cái ý nghĩa tâm linh, văn hóa. Theo quan niệm của người phương Đông thì đây là cái khoảng thời gian đất trời có sự hòa hợp và con người trở nên gần gũi với thần linh hơn. Tết Nguyên Đán mang cái ý nghĩa linh thiêng, là cái dịp để mọi người nhớ về cội nguồn. Trong đó, cái phong tục thờ cúng tổ tiên ngày Tết Nguyên Đán của người Việt là một cái nghi thức tâm linh thấm đượm cái tính văn hóa, nhân văn và đạo lý. Ngày Tết là cái dịp để chúng ta mời ông bà tổ tiên chung vui với con cháu trong cái dịp đầu xuân năm mới. Và vào ngày mùng 1 Tết thì người ta tin rằng nếu mà trong cái ngày đầu tiên của năm mới này mà gặp được may mắn thì cái điều may mắn đó sẽ đến với các bạn trong suốt cả một năm. Vậy nên vào ngày mùng 1 Tết thì người ta cũng chỉ cần phải làm chỉn chu trong từng việc để gặp được cái may mắn nhiều hơn. Và một trong những cái việc mà giúp cho quý vị có được cái may mắn đó chính là chọn được cái giờ tốt để thắp hương ngày mùng 1 Tết. Vậy thì trong cái ngày mùng 1 Tết năm 2024 năm Giáp Thìn thì chúng ta nên thắp hương vào cái giờ nào trong ngày mùng 1 Tết để được may mắn, hanh thông, mọi sự cát tường? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, thắp hương ngày Tết là một trong những cái nét đẹp văn hóa thể hiện cái tấm lòng thành kính với thần Phật tổ tiên. Tuy nhiên, cái việc thắp hương ngày Tết nó cũng cần phải chú ý một số cái điều để tránh mắc phải những cái sai lầm. Đầu tiên, quý vị cũng cần phải nên nhớ không nên thắp hương liên tục trong những ngày Tết. Quý vị ạ, cái việc thắp hương ngày Tết được rất nhiều gia đình chú trọng. Có gia đình còn thắp hương liên tục cả ngày, mỗi khi hết hương thì lại gì? Có người còn chỉn chu hơn là nửa đêm cũng đứng dậy để châm hương. Đó. Tuy nhiên, theo ý kiến của một số chuyên gia phong thủy ấy, thì cái việc thắp hương ngày Tết là cái điều quý vị không nên. Đặc biệt là khi đồ thờ cúng trên bàn thờ nó không được bổ sung cái đồ mới. Hiểu theo một cách góc độ tâm linh nào đó thì gần như là chúng ta có lời mời gia tiên về ăn, nhưng mà lại ăn đi ăn lại một cái món đồ nào đó. Như vậy là thiếu cái sự thành kính và thiếu cái thành ý với các đấng bề trên. Tốt nhất quý vị chỉ nên thắp hương trước khi cúng đấy. Đồng thời thắp một nén hương vào mỗi một cái bữa là đủ rồi. Thưa quý vị, ngoài ra thì người Việt cũng gì thường có cái tục lệ là thắp hương vòng ngày Tết. Thưa quý vị, nếu mà muốn thắp hương liên tục thì có thể dùng hương vòng để được lâu hơn. Quý vị cần phải lưu ý, khi thắp hương vòng ngày Tết thì cũng không nên để vào trong cái bát hương, mà nên để một cái đĩa riêng bên cạnh. Đấy, cái việc này với cái mục đích là vừa không động vào cái bát hương, cũng vừa để cho gì bàn thờ được sạch sẽ hơn. Thêm nữa, nhiều người vẫn hay đặt một cái thanh sắt để thắp hương vòng ấy, cắm vào giữa bát hương, rồi châm hương vòng lên trên để đốt. Nhưng theo cái góc nhìn tâm linh ấy, thì đó là cái hành động yểm bùa, không nên lạm dụng. Đó. Bất kỳ một cái vật bằng kim loại nào cũng không nên cắm vào bát hương. Thưa quý vị, ngày xưa thì nói chung ấy, một số người thì hay muốn đi yểm bùa người khác ấy, người ta sẽ dùng gì? Dùng đinh, dùng que sắt để yểm lên mộ hoặc là yểm vào trong bát hương. Vậy nên tốt nhất quý vị không nên làm cái điều này. Tốt nhất quý vị nên dùng cái que tre, que gỗ để thay thế và thường xuyên nên thay bằng cái que mới. Chứ không nên là gì cắm trực tiếp que sắt vào trong bát hương, nó sẽ xảy ra những cái điều không may mắn với gia chủ. Một câu hỏi đã đặt ra với gia chủ là gì? Chúng ta thắp bao nhiêu nén hương ngày Tết?
À, quý vị ạ, cái việc thắp hương ngày Tết cũng cần phải chú trọng đến cái số lượng nén hương, tránh thắp số chẵn và cũng không nên cầm cả bó hương châm để tránh cho không khí bị ô nhiễm, lại chỉ còn gây thêm cái sự lãng phí nữa. Với người Việt thì thường chọn số nén hương để thắp đó là số lẻ, thường là 1, 3, 5, 7 hoặc 9 nén. Tuy nhiên, đa phần mọi người thắp thường ngày thì thường không quá 3 hoặc là 5 nén. Nhìn chung ấy, cái việc thắp con số lẻ là bao nhiêu ấy không khác nhau nhiều về cái ý nghĩa, mà quan trọng là cái sự thành tâm của gia chủ. Quý vị thân mến, hương theo quan niệm của nhà Phật là một trong những thứ lễ vật cần thiết để dâng cúng. Đó chính là gì? Hương, hoa, đăng, trà, quả thực. Tại rất nhiều cái ngôi chùa thì hiện nay cũng khuyến khích Phật tử thắp một nén hương với cái ngụ ý là hướng về làm sạch cái môi trường, cũng như là để tránh những cái hỏa hoạn xảy ra và tiết kiệm cho gia chủ. Một nén hương cũng gọi là tâm hương, bao gồm 5 cái ý nghĩa khác nhau. Giới hương tức là gì? Tự nhắc nhở mình hướng thiện cho tâm hồn luôn ở trong sáng. Định hương khiến cho tấm lòng được yên ổn, được hanh thông hơn. Tuệ hương khiến cho trí não được minh mẫn, được sáng suốt. Chi kiến hương sẽ giúp cho phát triển trí tuệ và phát triển cái năng lực của con người. Giải thoát hương thì sẽ giúp cho buông xả mọi cái ưu phiền, mọi cái ham muốn bất thường của cuộc sống. Còn theo cái quan niệm của khoa học ấy, theo thuyết âm dương ngũ hành thì số lẻ tượng trưng cho cõi dương, số chẵn tượng trưng cho cõi âm. Do đó, khi thắp hương ngày Tết hoặc ngày thường thì quý vị nên thắp số lẻ nhé. Quý vị nhớ thắp số lẻ 1 nén, 3 nén hoặc là 5 nén. Một lưu ý quan trọng trong cái nghi lễ thắp hương ngày Tết. Thưa quý vị, thắp hương ngày Tết cũng như bất cứ lúc nào ấy, khi đứng trước bàn thờ thì trang phục, đầu tóc phải gọn gàng, phải chỉn chu, phải sạch sẽ. Thì ngoài ra ấy, tâm hồn cũng phải tĩnh lặng, tránh suy nghĩ mông lung, thiếu cái sự tập trung. Cái điều này vừa là thể hiện cái sự trang trọng của nghi lễ, đồng thời cũng thể hiện cái tấm lòng thành kính của gia chủ đối với thần Phật gia tiên. Trường hợp hương đang thắp mà bị tắt thì quý vị nên để nguyên đó và dùng cái bật lửa hoặc là cái diêm để đốt lại cho hương cháy hết. Quý vị nên cắm thẳng hương khi mà thắp hương, thắp hương ở nơi kín gió, tránh cho bị tắt giữa chừng. Bên cạnh đó, quý vị không nên cắm cái que hương có thức vào cái đồ ăn, thức uống. Cái việc này nó có thể gây ra ngộ độc thực phẩm, bởi cái trên hương ấy thường được tẩm cái hóa chất rất là nhiều. Thì ngoài ra, trong nhà có trẻ con, có trẻ em, có người già thì quý vị cũng không nên lạm dụng đốt nhiều hương, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ và những người già trong nhà. Bên cạnh đó, quý vị cũng không nên tùy tiện dùng hương giả hoặc là nhang điện để mà cắm vào cái hương, như vậy thì cũng sẽ không tốt cho gia chủ. Thưa quý vị, đó là những cái điều lưu ý mà quý vị cần phải biết khi mà chọn ra giờ tốt thắp hương ngày Tết. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng tìm ra những cái giờ tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc thắp hương trong cái ngày mùng 1 Tết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì trước tiên, để biết được cái khung giờ nào tốt để tiến hành công việc thắp hương trong cái ngày mùng 1 Tết, thì đầu tiên chúng ta cũng cần phải biết được là gì? Cái ngày đó cát hung ra sao, vận hạn thế nào, đúng không ạ? Thì chúng ta biết ấy, cái ngày mùng 1 Tết nó sẽ rơi vào ngày mùng 10 tháng 2 dương lịch năm 2024. Và cái ngày mùng 1 Tết nó là ngày Giáp Thìn. Trong ngày Giáp Thìn chúng ta có Giáp Mộc Thìn Thổ, đúng không? Mộc Thổ là tương khắc, là cái ngày cát trung bình, nó gọi là ngày chế nhật. Nạp âm của ngày mùng 1 Tết, ngày Giáp Thìn ấy, nó là Phúc Đăng Hỏa. Nó kỵ tuổi Mậu Tuất, tuổi Canh Tuất. Cái ngày thuộc hành Hỏa thì nó khắc hành Kim. Đặc biệt những tuổi Nhâm Thân, tuổi Giáp Ngọ thuộc hành Kim nhưng mà không sợ bị hỏa khắc. Ngày mùng 1 Tết là ngày Giáp Thìn, đúng không ạ? Thìn thì lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân để thành tam hợp thủy cục. Thìn thì xung với Tuất, đúng không ạ? Xung với Tuất, hình Thìn hại Mùi, hại Mão, đó. Và phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam sát thì kỵ tuổi Tỵ, Dậu, Sửu. Trong ngày Giáp Thìn thì có trực, đúng không ạ? Kiến trừ mãn. Cái ngày Giáp Thìn ngày mùng 1 Tết đó là ngày trực mãn. Và có sao D là cái sao hung trong bộ nhị thập bát tú. Và cái ngày Giáp Thìn là ngày mùng 10 tháng 2, đúng không ạ? Nó vẫn là khởi cái tiết lập xuân. Đó. Thưa quý vị, trong cái ngày mùng 1 Tết, chúng ta sẽ có những cái cát thần sau này. Có Kim Quỹ, Kim Đường, Lộc Khố, Lục Nghi, Ngũ Đế Sinh, Phúc Đức, Thiên Nhạc, Thiên Phú, Thiên Quý, Thiên Tài Tinh, Thiên Vu, Thất Thánh, Tuế Đức, Vượng Nhật, Đại Minh. Đó. Còn các hung thần trong ngày thì có Bạch Hổ nhập trung cung, có Chiêu Diêu, có Cửu Không, Hoành Thiên Chu Tước, Lao Nhật, Lôi Công, Lục Bất Thành, Phục Nhật, Phú Đầu Sát, Tam Tang.
Thiên Cẩu, Thiên Ôn, Thổ Ngân, Thổ Ôn, Tiểu Không Vong, Trùng Tang, Tuyệt Yên Hỏa và Tứ Đại Kỵ, đúng không ạ? Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa xét xong cái cát hung của ngày Giáp Thìn, ngày mùng 1 Tết. Và để chọn ra cái giờ tốt thắp hương trong ngày mùng 1 Tết ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Quý vị có thể mở trang 127 để biết được cách chọn ra những giờ tốt nhất. Sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái khung giờ tốt nhất để thắp hương trong cái ngày mùng 1 Tết. Thưa quý vị, cái giờ đầu tiên chúng ta xét là cái giờ Tý, đúng không ạ? Giờ Tý là cái giờ để cúng giao thừa, đúng không ạ? Thì quý vị có thể thực hiện cái nghi lễ cúng giao thừa trong nhà, xong đó quý vị tiến hành cái nghi lễ cúng giao thừa ngoài sân. Trong cái giờ Tý này thì nó cũng khá là tốt cho cái việc cúng giao thừa đấy. Có các sao như là gì? Có Tam Hợp, có La Thiên Đệ Tiến, có Thủy Tinh, có Tỷ Kiên. Nó là một khung giờ khá tốt để tiến hành công việc thắp hương đêm giao thừa nhé. Vậy nên là quý vị có thể chọn cái khung giờ này để cúng giao thừa cho được thuận lợi, may mắn và hành thông. Tiếp theo giờ thứ hai chúng ta xét là giờ Sửu. Giờ Sửu từ 1 đến 3 giờ, nó là giờ Ất Sửu. Trong giờ Ất Sửu thì có các sao như Huyền Vũ, Hà Khôi, Cổ Mộ Sát, Thiên Ất Quý Nhân, Tứ Đại Cát Thời và Thái Âm. Nó là một khung giờ cũng khá là tốt, nhưng mà chúng ta không dùng để thắp hương trong ngày mùng 1. Giờ thứ ba chúng ta xét đó là từ giờ Dần, đúng không? Giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. 3 giờ đến 5 giờ sáng nó là giờ Bính Dần. Giờ Bính Dần thì nó có tư mệnh, có Phúc Tinh Quý Nhân, có Hỷ Thần, có Ngũ Phù, có Nhật Lộc, có Dịch Mã, có Mộc Tinh, Cô Thần, Tuần Trung Không Vong. Giờ Dần nó cũng là một khung giờ tốt nhá, nhưng mà quý vị cũng không nên thắp hương ngày mùng 1 Tết vào giờ Dần. Tiếp theo chúng ta xét đến giờ Mão. Giờ Mão thì nó là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. 5 giờ đến 7 giờ sáng nó là giờ Đinh Mão, có các sao như là Câu Trần, Kế Đô, Thời Hại, có Thiên Cẩu Hạ Thực, Tuần Trung Không Vong, Thiên Xá, Đế Vượng. Nói chung là giờ Mão thì nó khá là xấu, vậy nên quý vị không nên thắp hương vào cái giờ này. Tiếp đến chúng ta xét đến giờ Thìn. Giờ Thìn thì là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, nó là giờ Mậu Thìn. Giờ Mậu Thìn thì nó có Thanh Long Hoàng Đạo, có Quý Đăng Thiên Môn, có Tứ Đại Cát Thời, có Thời Kiến, có Minh Tinh, có Thời Hình, Lục Mậu, Thổ Tinh, Lôi Binh. Như vậy là gì? Cái giờ Thìn nó là một cái giờ hoàng đạo mà quý vị có thể thắp hương vào cái ngày mùng 1 Tết. Như vậy chúng ta có giờ tốt đầu tiên, đúng không ạ? Đó là gì? Từ 7 đến 9 giờ sáng. 7 đến 9 giờ sáng, đúng không ạ? Thì nó sẽ là giờ, nó là giờ Mậu Thìn nhá. Nó là giờ Mậu Thìn, là giờ tốt thắp hương đầu tiên trong cái ngày mùng 1 Tết. Tiếp theo chúng ta xét đến giờ Tỵ, đúng không ạ? Giờ Tỵ thì từ 9 đến 11 giờ. 9 đến 11 giờ nó là giờ Kỷ Tỵ. Nó là trong cái giờ Tỵ thì nó có các sao như là có Minh Đường Hoàng Đạo, đúng không ạ? Có Ngũ Hợp, có Ngũ Quỷ, có La Hầu, có La Thiên Đại Thoái. Như vậy là trong cái giờ này thì nói chung ấy, nó cũng được khá là tốt, nó cũng là giờ hoàng đạo mà quý vị có thể tiến hành công việc. Vị trí là giờ thứ hai mà quý vị nên làm. Đó là từ 9 đến 11 giờ. Nó là giờ Kỷ Tỵ đấy. Kỷ Tỵ. Nó cũng là một cái khung giờ tốt để thắp hương. Tiếp theo giờ thứ ba chúng ta xét đó là giờ Ngọ, đúng không ạ? Giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ. 11 đến 13 giờ. Nó là giờ Canh Ngọ. Trong cái giờ Canh Ngọ thì có Thiên Hình, có Ngũ Bất Ngộ, có Ngũ Quỷ, Địa Binh, Tham Lang, Kim Tinh. Nó là một khung giờ xấu nhá, mà quý vị không nên tiến hành thắp hương. Tiếp đến chúng ta xét giờ Mùi. Giờ Mùi thì nó có Chu Tước, Hắc Đạo, đúng không? Nó có Thời Hình, có Thiên Cương, có Nhật Mộ. Bên cạnh đó nó có Thiên Ất Quý Nhân, có Tứ Đại Cát Thời, có Thái Dương, có Hữu Bật. Như vậy là gì? Cái giờ Mùi này do là cũng được gì? Có được Thiên Ất Quý Nhân, có Tứ Đại Cát Thời, có Thái Dương, nó cũng là một khung giờ khá tốt, thì quý vị cũng có thể cân nhắc lựa chọn đó. 3, đó là giờ Mùi từ 13 đến 15 giờ. Tiếp đến chúng ta xét giờ Thân. Giờ Thân là từ 15 đến 17 giờ, nó là giờ Nhâm Thân. Nó có các sao như là Kim Quỹ Hoàng Đạo, đó, có Tam Hợp, có Tả Phụ, có Quả Tú, có Triển Lộ Không Vong, Hỏa Tinh, Thiên Tặc. Như vậy giờ Thân ấy nó cũng là giờ được Tam Hợp Quý Nhân nó tương trợ, nên là quý vị cũng có thể là gì, tiến hành thắp hương vào giờ này vào lúc 15 đến 17 giờ. Tiếp theo chúng ta xét đến giờ Dậu. Giờ Dậu ấy thì trong giờ Dậu thì nó có gì? Có Thiên Đức Hoàng Đạo, đúng không ạ? Có Thiên Quan Quý Nhân, có Đường Phủ, có Lục Hợp, có Thủy Tinh, có Triệt Lộ Không Vong. Như vậy là gì? Cái giờ tốt thứ 5 để mà thắp hương trong cái ngày mùng 1 Tết ấy thì
Nó chính là cái giờ, giờ Dậu đúng không ạ? Từ 17 đến 19 giờ. 17 đến 19 giờ đúng không ạ? Tiếp đến chúng ta xét đến giờ Tuất từ 19 đến 21 giờ. 19 đến 21 giờ thì nó có Bạch Hổ hoặc Hắc Đạo. Nó có Thời Phá, có Quý Đăng Thiên Môn, có Tứ Đại Cát Thời, có Thái Âm, Quốc Ấn, Vũ Khúc, Tỷ Kiên. Nhưng mà trong ngày Thìn thì giờ Tuất chúng ta cũng không nên thắp hương nhé. Không nên thắp hương. Vị trí là quý vị có thể nếu mà cúng tối, thắp hương tối thì quý vị cúng sớm một chút nhé. Cúng sớm một chút. Khoảng từ gì 6 đến 7 giờ thì cũng là ok rồi. Tiếp theo chúng ta xét đến giờ Hợi. Giờ Hợi từ 21 đến 23 giờ thì nó có Ngọc Đường, Hoàng Đạo đúng không ạ? Nó có Trường Sinh, có Mộc Tinh, có Nôi Binh. Nhưng mà cái thời gian 21 giờ 21 23 giờ nó cũng quá muộn nên là quý vị cũng có thể cân nhắc xem xét. Đó. Và thưa quý vị, như vậy là gì? Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ tốt thắp hương bằng cách sử dụng quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư. Thì quý vị có thể là liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Để tìm ra cho mình những khung giờ tốt để thắp hương, cũng như là để gì tìm ra những khung giờ tốt để chúng ta làm những việc đại sự. Đó. Thưa quý vị, như vậy là gì? Trong cái ngày mùng 1 Tết thì chúng ta sẽ có 5 giờ tốt để chúng ta tiến hành thắp hương. Đó là những giờ sau. Giờ tốt đầu tiên là từ 7 giờ đến 9 giờ. 9 giờ sáng ấy thì nó là giờ Thìn đúng không ạ? Giờ tốt thứ hai là từ 9 đến 11 giờ thì nó là giờ Tỵ. Giờ tốt thứ ba là từ 13 đến 15 giờ, nó là giờ Mùi. Giờ tốt thứ tư là từ 15 đến 17 giờ, nó là giờ Thân. Và giờ tốt thứ năm là từ 17 đến 19 giờ thì nó là giờ Dậu. Đó. Đó là 5 giờ tốt để cho quý vị tiến hành công việc thắp hương trong cái ngày mùng 1 Tết. Giúp cho mọi việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc thì nó cũng sẽ ùn ùn kéo về. Quý vị thân mến, ngày mùng 1 Tết là cái ngày đầu tiên của năm. Thì với cái ước mong, với cái mong cầu và người ta cũng tin tưởng rằng trong cái thời gian này thì nếu mà gặp được những chuyện may mắn thì may mắn sẽ kéo theo cho quý vị cả năm. Vậy nên quý vị chọn được những khung giờ tốt cũng là tăng thêm cái phần may mắn, tăng thêm phần cát lợi cho mình. Đó. Thì cũng nhân dịp năm mới, Tử Thông xin chúc quý vị và các bạn có một năm mới bình an may mắn, tài lộc dồi dào, an khang thịnh vượng. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.